chào mọi người, xin chào mọi người nha. Đây mọi người ơi, hôm nay kem chống nắng Imagery đã về hàng. Cái dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm chống nắng vật lý nha, nó chống nắng cực kỳ tốt và đặc biệt là nó được chiết xuất từ những cái san hô của đảo Jeju. Đây là cái dòng sản phẩm của hãng Imagery. Cái độ chống nắng của nó là SPF 50+ và PA++, là mức chống nắng rất là tốt luôn. Bây giờ em sẽ mở cái chống nắng này ra nha. Nó rất là dịu nhẹ cho da, không có hề gây kích ứng, không hề gây bít tắc lỗ chân lông. Đó, thì em sẽ test cái dòng sản phẩm kem chống nắng này cho mọi người xem. Lấy một lượng vừa đủ thôi nha mọi người. Đây mọi người, em đã lấy cái lượng chống nắng vừa đủ nè. Cái chống nắng này nó sẽ make up cho da nè, thấm rất là nhanh. Và nó có một cái, nó có một mùi hương rất là dễ chịu, rất là nhẹ. Nó không làm bí tắc lỗ chân lông, mềm mịn da lắm, nó make up nhẹ cho da nè mọi người ơi, căng bóng da nữa. Thì chị nào mà muốn mua dòng sản phẩm chống nắng Imagery màu vàng này thì có thể là liên hệ cho em nha. Cái này là chống nắng vật lý nha, nó sẽ giúp da của mình mượt hơn, đẹp hơn, và đặc biệt là nó sẽ make up nè mọi người. Nhìn vô cái tay em chỗ này make up rõ. Và trước khi ra nắng thì yêu cầu mọi người sức trước là 30 phút để cho da của mình ấy nó sẽ được thẩm thấu cái kem chống nắng và nó sẽ được bảo vệ ở ngoài nắng nha. Chứ mọi người sức ra nắng liền thì nó cũng chưa có ok đâu. Mọi người phải chờ 30 phút sau mọi người mới ra ngoài nắng nha. Thì đây là dòng sản phẩm kem chống nắng Imagery em vừa mới nhập khẩu tại Hàn Quốc về. Chị nào muốn nhập sản phẩm này với cái mức giá rẻ, với mức giá đẹp, hoặc là chị nào muốn sử dụng với cái mức giá sỉ thì có thể là liên hệ cho em qua số điện thoại hotline là 0355 838 057, hoặc là 0773339279 để được đặt hàng nha. Luôn luôn cung cấp cho cái dòng sản phẩm chất lượng và chính hãng cho tất cả chị yêu. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người, chúc mọi người luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn thành công nha. Bye bye. Hello, xin chào mọi người nha. Đây là cái Facebook chính thức của bên em là Trần Thị Alice, chuyên sĩ mỹ phẩm nha mọi người. Bên em có số điện thoại hotline nè, mọi người có thể là alo cho em qua số điện thoại là 0355 838 057 để được đặt hàng nha. Facebook Trần Thị Alice nha mọi người. Đây là cái Facebook chính của bên em về tất cả các dòng mỹ phẩm nha. Mọi người có thể là lướt xuống dưới này nè, đó, để xem rất là nhiều dòng hàng bên em đang được đăng tải, cũng như là bên em hàng đi hàng ngày nha mọi người, rất là nhiều mặt hàng luôn. Thì mọi người có thể xem trực tiếp trên cái Facebook của bên em là này, hoặc là xem qua cái trang Bayer của bên em nha. Ôi, xin chào tất cả các chị yêu nha. Thì mọi người ghé qua cái mỹ phẩm chính hãng Sớ Phát Cứng là cái tên cái trang Bayer của em. Mọi người nhấn giúp em một cái lượt thích trang nha mọi người. Sau đó là mọi người sẽ kéo xuống dưới này nè để xem những dòng sản phẩm tại shop bên em đăng tải, cũng như là chị nào mà muốn tư vấn về cái dòng sản phẩm nào thì có thể là liên hệ với chúng tôi, hoặc là nhắn tin vào Messenger này. Mọi người sẽ kích vào và nhắn tin cho shop anh em để có người tư vấn và hỗ trợ giúp cho chị em chúng ta đẹp hơn nha. Hãy nhanh tay đặt hàng nha mọi người. Hello, xin chào mọi người.